Các bạn thân mến, đây là cái mẫu lồng Dada theo tiêu chuẩn của dân tộc Mường. Thì đây là cái phần đai mà các bạn dùng để bảo vệ cái phần khi mình di chuyển xe cái này là. Thì như cả hai cái đây là hai cái cống đó. Da này đã được thuần hóa, được 0.8 đã được uống nước. Thì những cái con da da mà các bạn nhìn thấy ở chân nó có cựa như thế này, nhìn thấy như kiểu con gà trống có cựa đó, thì là con da da trống. Cơ sở bên mình chuyên nuôi đa đa sinh sản và thuần hóa chim đa đa. Giống chim này thì thưa các bạn là hiện bây giờ ngoài thiên nhiên thì rất là ít, và chỉ đi đánh bẫy được từ cái vào tầm tháng 3 và tháng 10. Các bạn thân mến, thì khi mà thường chúng ấp trứng nở khoảng 5 con, 6 con, 4 con. Nhưng mà kẻ thù lớn nhất của chúng là con chồn, những con ở ngoài rừng. Nếu mà đa trưởng thành thì chúng có thể là chạy được, bay được. Nhưng mà những đa non thì chúng chỉ nổi được thôi, nổi. Mà chồn thì chúng săn mồi rất là nhạy bén. Đa là nó ăn khoái khẩu của chồn. Có những lúc mình đi bẫy đa la thì khi tiếng đa la cất lên thì gần như là chồn sẽ đến. Nếu mà nuôi đa la thì các bạn nên nuôi lấy những con mái để cho những con trống có thể là cất tiếng gáy. Ở ngoài thiên nhiên thì các bạn có thể nói là có nam có nữ thì mới lên xuân, thì chim loài muôn loài thì chúng cũng phải có đôi con lứa. Thì các bạn thân mến, đây là chú đa đa trống tiếp theo. Con này thì thưa các bạn là cũng là khá là đẹp, khá là thuần, không hề bị xước lông thế nào cả. Chúng đang ở giai đoạn thay lông. Bây giờ kiếm được một con đa đa mái thì khó hơn một con đa đa trống rất nhiều, bởi vì đa đa trống thì chúng thường là hăng hơn, bởi vì cái tính năng thể hiện phái mệnh, chúng thường là tranh giành lãnh thổ. Đây là một con đa đa, đây là một con đa đa mái. Ok, chú này thì chú cũng đang thay lông. Số điện thoại liên hệ của bên cơ sở nuôi đa đa sinh sản bên mình là 01 63 53 05 982, hoặc là 0989177982. Mình tên là Thao, thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
ở thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó. Đây là con đa mái, nhưng nó nhỏ hơn con đa đa nó trống một tí, chân của nó không có cựa. Đây là đất muối và cỏ, chúng là thức ăn để chúng có khoáng chất. Bên mình cung cấp đa đa mộc, đa đa mái, đa đa trống, đa đa con, đa đa sinh sản. Quý vị và các bạn, anh em khắp mọi miền Tổ quốc, ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình là 0163 5305 982, 0989 177 982.
quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo về chủ đề con chim cu gáy và con chim đa đa của mình. Mình một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại liên hệ của bên mình là 0163 530 5982. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.